rồi. Nói 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Vô chưa? Vô chưa? Chào quý vị khán giả đang xem chương trình à, HTVBD. Là chương trình này là VTV3 không có, HTV7 không có, HTV9 không có, chỉ có HTVBD mới có. Bà hỏi không bà? Là chương trình này do LCT này đó. Chương trình được quảng cáo trên thị trường mà phòng chống HIV. Ủa lộn mà em lộn chương trình. Em xin lỗi em lộn. Chương trình quảng cáo bao nhiêu là nấm vuốt bé. Bởi làm theo một chủ đề đó là tìm kiếm các tài năng trẻ, đó là móc túi nè, giật chồng nè, móc bọc nè, bao nhiêu là mấy số là tài năng xã hội. Được gom lại để thành một chương trình các quớt, đó là thời trang và cuộc sống, trình diễn bởi các cô gái đến từ thế giới bên kia. Và cô gái đầu tiên đó là Bọt Kho. Phải có cái tên rất là đặc biệt. Cô cua được cô ơi. Anh đi móc túi của cổ là Bọt Kho. Cái anh thằng diễn nha em. Bọt Kho năm nay 17 tuổi. Hiện nay Bọt Kho là đại diện cho hãng bao cao su và nấm vú em bé. Ước mơ của Bọt Kho là được bán một thịt lợn bên lề đường suốt cuộc đời luôn. Là hướng mắt về sân khấu, đó là người mẫu Camry Vira. Camry Vira đến từ Đài Loan, có chồng mà không có con. Tại vì còn cây son. Ước mơ của Camry Vira được bán hộp thịt lộn. Và người mẫu tiếp theo đó là người mẫu Trương Tử Di đến từ Hồng Kông. Hiện nay Trương Tử Di là bảo mẫu cho cha trẻ. Ước mơ của Trương Tử Di là được đẻ, nhưng không bao giờ cô ấy được đạt ước mơ đó. Và trước màn ảnh nhỏ của chúng ta đó là người mẫu em của Hà Hồ, tên là Hàm Hồ. Năm nay 18. Nghề nghiệp của Hàm Hồ là bán vé số và đạp xích lô. Ước mơ của Hàm Hồ đó là được nhổ lông vịt đến suốt cuộc đời. Còn em? Để em quay 3 vòng. Nhưng trước mặt các bạn là người mẫu Bích La đến từ... Trước mặt các bạn, người mẫu Bích La đến từ Canada. Sở thích của cô là chụp hình xét và khi chết để dưới đầu hòm. Cô sẽ chụp để cho một cái catalog. Xin quý vị cho Bích La một tràng pháo tay đó. Đây là dở tay. Người mẫu có thân hình lý tưởng. Một người mẫu có thân hình lý tưởng, người phụ nữ có thể mang thân hình đàn ông của Lý Đức. Em Lý Đức là Lý Đực. Người đàn bà có thể... Các người mẫu đến trở lại sàn diễn để kết thúc chương trình LGBT của HTVBD. Lên mi ma. Đây kìa. Trời ơi. Các người mẫu hôm nay là tất cả đều đại diện cho công ty hãng gỗ đơn như gỗ. Người mẫu mang thân hình lý tưởng, người mẫu Bích La. Người mẫu có xếp là chụp hình xét lại và cuốn catalog của mình khi chết đem theo. Quay lại. Rất là nhà nông công bức. Máy quay đâu rồi em? Kết thúc đi em.